hai, tuần thứ 17 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 31 đến câu 35. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: nước trời cũng giống như chuyện nắm men, bà kia lấy gùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Suy niệm: ở đời, người ta thường xem nhẹ những điều nhỏ mọn và coi đó như là chuyện không cần quan tâm. Tuy nhiên, những điều tưởng chừng như bé nhỏ ấy lại là nguyên nhân cần thiết để trở thành những điều lớn lao. Thật vậy, trong nhà Phật cất câu: hãy nhìn một em bé, xin người chớ xem thường, trong em có chất liệu của một bậc đế vương. Hay hãy nhìn một đốm lửa, xin người chớ xem thường, dù nhỏ bằng đầu đũa, đốt cả rừng lẫn nương. Hôm nay Đức Giêsu muốn dùng dụ ngôn men trong bột để ám chỉ nước trời. Thật vậy, được khởi đi từ những gì là nhỏ bé, đơn sơ, âm thầm trong sự khiêm tốn, nhưng một khi đã hội đủ những cơ hội thuận tiện, nước ấy sẽ lớn mạnh và lan rộng khắp nơi, khiến cho quyền lực của thế gian và ma quỷ có mạnh đến đâu cũng không thể thắng nổi. Qua hình ảnh này, Đức Giêsu muốn dạy chúng ta rằng: hãy bắt đầu hành trình đi tìm và sống những giá trị tin mừng trong sự khiêm tốn và âm thầm. Chúng ta sẽ gặp được chân lý: nước trời chỉ đến với những người thật sự đơn sơ và chân thành. Mỗi người Kitô hữu, ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đều được mời gọi trở nên chứng tá của tin mừng thông qua đời sống gương sáng của mình. Mong sao mỗi chúng ta ý thức điều đó và thi hành cách xuất sắc, như men được trộn vào trong bột và làm cho bột dậy men. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết mau mắn đón nhận thánh ý Chúa ban và sẵn sàng ra đi loan báo tin mừng. Nhờ đó, chính chúng con được biến đổi, và những ai gặp chúng con cũng được biến đổi theo. Amen.